Mình bắt đầu món thứ hai ha các bạn ha, là món gà chiên nước mắm. Thì nguyên liệu gồm có là đùi gà 500 g, bột mì 20 g, bột năng 10 g, tiêu sọ 6 g, ớt băm là ở trong giấy là ghi 6 g nhưng mà mình sẽ giảm lại còn 2 g thôi các bạn. Bột ngọt 3 g, hành tím 15 g, tỏi xay 8 g, đường 30 g, dầu ăn 1 kg, nước mắm 18 g, bột ngọt 6 g. Đó là nguyên liệu chính. Còn cái nguyên liệu mà để mà mình ốp gà để mình hấp đó mấy bạn, là nửa ký gà sẽ dùng 3 g hạt nêm, bột ngọt 3 g, nước cốt tỏi 3 g. Thì nếu mà mình không có nước, mình sử dụng ít quá thì mình không có nước cốt tỏi á, thì mình cứ lấy tỏi xay 3 g ha. Sau khi mình ốp xong thì mình sẽ đem hấp hai mấy bạn. Thì cái thời gian là nó cho nó hấm là 45 phút, nhưng mà bây giờ thì mình cứ là mình đây là mình đang hướng dẫn nên là mình sẽ chế cái thời gian lại. Còn mà khi mà mấy bạn về nhà mấy bạn làm thì mấy bạn ốp trước ha. Khi mà mấy bạn ốp xong rồi á thì mình sẽ trộn cho gà nó đều, cho nó đều xong rồi mình cứ để đó khoảng chừng 50 phút nữa đi, rồi mình canh nước cái lò hấp á, sôi á, mình sẽ tập trung lại mình hấp chung. Thời gian hấp là mình tính từ khi nước bắt đầu sôi nha mấy bạn. Bây giờ nước sôi rồi mấy bạn, mình đem gà lên bỏ chung vô mình hấp ha. Nếu mà ở nhà thì mấy bạn ốp 45 phút ha, còn đây thì mình chế cái thời gian cho nó gọn. Ở đây thì Duy cũng giới thiệu luôn là cái gà chiên nước mắm này thì nó sẽ có cái phần là áo cái bột mì với cái bột năng. Thì theo Duy biết á thì là các bạn ở đây là bên cái siêu thị thì có thể là thời gian mình chiên gà để mình trưng bày á thì cái thời gian là 6 đến 8 tiếng. Thì nếu mà mình mà áo bột như vậy á thì sản phẩm nó chưa bán đi được á thì nó sẽ bị mềm. Thì các bạn nếu mà các bạn bán ở siêu thị á, thì các bạn có thể là không ốp cái lớp áo này mà mấy bạn chiên hẳn luôn, thì cái độ giòn của da nó sẽ giữ lâu hơn. Còn nếu mà áo bột á, thì nó trong vòng nửa tiếng tới 1 tiếng là nó sẽ bị mềm. Thì mấy bạn lưu ý cho mình cái vấn đề này ha. Trong lúc chờ đợi á, mấy bạn có thể chuẩn bị trước cái món thứ ba là nem rán ha. Thì mấy bạn chuẩn bị được cái gì thì mấy bạn chuẩn bị trước ha, để chút nữa mình tiết kiệm thời gian. Bây giờ mình chuẩn bị một cái dĩa để mình trộn cái bột mì với cái bột năng lại á mấy bạn, để dưới một cái trứng gà.
mấy bạn chuẩn bị một cái dĩa với một cái khăn giấy á, mình chải ra cái dĩa sẵn đi ha, khi mà gà chín á, cái mình gấp ra cho nó rút dầu bớt. Bạn nào chưa có giấy thì xuống đây lấy ha, mình dưới đây mình có hai cuộn. Bạn nào chưa có giấy thì xuống đây lấy ha, mình dưới đây mình có hai cuộn. Chiên nước mắm này á thì nếu mà mình mà muốn nó hấp dẫn hơn á thì mình có thể là khi mà mình làm nước sốt xong rồi á thì mình có thể cho thêm gốc hành hoặc là ớt sừng với hành tây á, mình có thể sắc muối cao rồi mình bỏ vô để cho cái món nó nhìn nó hấp dẫn hơn. Được. Thì gà này nó cũng chín sẵn rồi á, thì mấy bạn chiên trong vòng 5 đến 8 phút thì gà mình thấy màu nó vàng cánh gián rồi được ha mấy bạn ha. Đầu làm nước sốt nha mấy bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ cho 20g dầu vào. 20g dầu rồi mình sẽ cho tỏi, cái phần tỏi mình căng á hồi nãy á, mình sẽ cho vô. Với mình phi lên cho nó vàng. Cho dầu với tỏi. Đâu rồi? Tỏi đâu? Đây. Mình phi cho nó thơm lên. Lửa nhỏ thôi nha mấy bạn, lửa lớn quá nó dễ bị cháy lắm. Khi mà nó thơm rồi đó thì mình sẽ bỏ nước mắm, đồ tiêu, đường, ớt, mình sẽ làm cho nó keo lại. Chút nữa mình lấy cái dĩa đó mình căng lại. Nó nằm ở đâu bên đây nè.
chiên á, quan trọng nhất là lúc chiên trên cái đùi gà đó. Chứ mình không có chúng ta mà chiên được màu nó vàng như vậy thì những cái đùi gà trên nó sẽ ngon hơn, những màu này nó hơi hơi sậm thì người ta nhìn như vậy thì hơi giống là sốt tiêu đen đúng rồi, hơn là sốt nước mắm rồi. Nhưng mà cái đợt hai này